Woman, chúng ta Zai, đang Chinh xỉn, tiến hành Hoặc là làm Thổ tư, đầu tư Lì chải, ở đây có nghĩa là nói về tiền bạc Sử, là nói về thời gian khi mà chúng ta bắt đầu đầu tư Sử, khi Yên cai, nên Yêu dộ, phải có ý cờ Nào Trừng sư tờ Trừng Chính xác hoặc là chắc chắn Quan niệm Quan niệm hoặc là khái niệm zài xin thổ tư chai Yên yào Quan Chúng ta nên có quan niệm đúng đắn nào khi tiến hành đầu tư và quản lý tiền bạc. Phía bên dưới có bốn mục và xem mục nào chính xác thì hãy điền vào chỗ trống này nhé. Mục thứ nhất, câu thứ nhất. Thổ sư huỳnh truân bù phệ. Đầu tư ổn định không bị lỗ. Ngon ta, câu này đầu tư ổn định không bị lỗ nên ai cũng muốn bỏ tiền ra đầu tư đúng không? Câu này quan niệm thì không có. Đầu tư thì cũng có lúc thua lúc ăn chứ đâu phải lúc nào cũng ổn định đâu. Cho nên câu này sai. Câu này sai cho nên chúng ta gạch bỏ nó đi. Gạch bỏ. Thổ sư nghĩa là đầu tư. Quẩn Ở đây có nghĩa là ổn định Quẩn truân Tức là có nghĩa là kiếm tiền ổn định Bù phê, Không có thua lỗ Thổ sư huỳnh, trọn, Bù phể Đầu tư ổn định không thua lỗ Cho nên câu này sai nhé Rồi tới câu số 2 Thổ sư bù hội Dầu phong xẻn Thổ sư bù hội Dầu phong xẻn Đầu tư sẽ không có rủi ro. Câu này cũng không phải, cũng không đúng. Đầu tư không rủi ro thì ai cũng muốn đầu tư đúng không? Đầu tư thì cũng có lúc rủi ro, có lúc gặp rủi ro, có lúc thuận lợi. Cho nên câu này sai luôn. Thổ sư đầu tư. tư. Bủ hội sẽ không. Dỗ có. Phong xẻn. Nguy hiểm hoặc là rủi ro. Thổ sư bủ hội dỗ phong xẻn. Đầu tư sẽ không rủi ro. Cho nên câu này cũng sai luôn nha. Chúng ta gạch bỏ luôn Gạch bỏ Câu số 3 Thổ sư trừ pể bù Đầu tư chỉ có lỗ không có lãi Câu này không đúng Bởi vì đầu tư mà nếu mà lỗ quá Ai mà muốn đầu tư nữa Cho nên câu này sai luôn Thổ sư đầu tư Trừ chỉ có lỗ Bù tròn không có lãi Thổ sư trừ pể bù Đầu tư chỉ có lỗ không có lãi câu này sai luôn nhé cho nên gạch bỏ và câu thứ tư chúng ta xem câu thứ tư thổ sư <tư> dầu chuẩn dầu phể thổ sư dầu chuẩn dầu phể đầu tư có ăn có thua thổ sư đầu, đầu tư dầu chuẩn có lúc kiếm được tiền dầu pể, có lúc không kiếm được tiền có lúc thua ví dụ như bây giờ đầu tư cổ phiếu đi cổ phiếu thì lên giá thì kiếm được tiền mình gọi là dầu trọn còn nếu mà cổ phiếu thì hạ giá không kiếm được tiền mình gọi là dầu pể thổ sư dầu trọn dầu pể đầu tư có ăn có thua câu này chính xác nha câu số 4 là câu chính xác cho nên điền câu số 4 vào khoảng trống này nhé bây giờ trên này sẽ lặp lại câu này một lần nữa chúng sẽ đang tiến hành đầu tư tài chính, Chúng ta nên có quan niệm đúng đắn nào khi tiến hành đầu tư và quản lý tiền bạc? Câu trả lời là thợ sư dầu chuyên dầu thể đầu tư có ăn có thua. Câu bài tập tiếng Trung của chơi này đến đây tạm dừng rồi và hẹn gặp lại các bạn trong những bài tập tiếp theo nha. Còn bạn nào chưa đăng ký kênh thì hãy nhớ nhấn nút đăng ký kênh nhé để sớm nhận được video mới nhất của chơi này. Chơi này xin thân ái chào tạm biệt các bạn.